Sĩ đàn rất là tài năng ạ. Cảm ơn sự kết hợp của Hiền Bùi. Hôm nay là lần đầu tiên hai đứa mình trình diễn ca khúc này ạ. Cho nên là rất là nhiều cảm xúc hồi hộp. Nhưng mà cảm ơn Hiền vì đã ở đây. Vâng, cảm ơn mọi người rất nhiều. Và tiếp theo mọi người hãy cùng giao lưu với ca bá Hưng mọi người nhé. Một ca khúc tiếp theo mà Hưng muốn gửi đến, gửi tặng cho quý vị khán giả ở đây ngày hôm nay là một sáng tác của Hưng năm 16 tuổi. Và có thể ở đây có những người đã từng nghe hoặc là chưa. Nhưng mà đây là một bài hát mà mang đến cho Hưng rất là nhiều cảm xúc mỗi khi mà Hưng hát nó. Và nếu có thể thì nếu mà ai đã từng nghe ca khúc này hay là đã từng có cái cảm giác giống như vậy thì hãy cùng nhau đồng điệu nha. Và thôi không có dài dòng nữa bởi vì Hưng nói chuyện không có hay. Bây giờ mình sẽ dùng tiếng hát luôn. Mời mọi người cùng lắng nghe ca khúc tiếp theo có tên là Tương Tư.
người ơi, sau đây á, phía sau chương trình còn rất là nhiều tiết mục hay ho và thú vị nữa. Và Hưng và những người bạn của mình sẽ quay lại sớm trong ít phút. Trong thời gian đó, mọi người đừng có đi đâu nha. Xin cảm ơn ạ.